Ok, tiếp tục xử đi hàng vip giá rẻ nha. Hôm nay em lên cho bác con mã số tiếp tục em mã số 06. Một em Natison, cái dòng Natison này em nhìn nó giống ngắt cái dòng gì. Không có chẳng khác gì cái dòng Panasonic đâu. Đây em Natison mã số của nó là SR SU101. Nhìn màn hình với lại các phím cấu tạo nhìn nó ý hệt em Panasonic luôn. Nhìn tổng quan bên ngoài nó đây. Em đánh giá là xuất sắc luôn đấy, cũng là rất là đẹp, chẳng có xuất sắc gì cả. Em là đời bao nhiêu? Em này thì nó là một đời nó đi đâu nhỉ? À đây, em này đời nó là tay em trang, đời nó là 2017, đời tôi mới sâu, sâu nhưng mà các bác xem, vẫn là đẹp, vẫn là ok. Kéo thì đây em nói đây, lòng này vẫn là xanh, vẫn đẹp luôn. Thế có nhìn em nhìn rõ em đang ngồi em quay rồi đấy này, giòn vẫn là xanh, cũng đẹp. Con này cũng bọc lốc cũng mất sáng luôn này, cốc buồm này như là mới ấy. Các bác về con này bác về bác dọn sinh qua thì đúng như hàng mới luôn. Các bác nhìn cái lòng nồi này này, ra con nồi xuất sắc luôn đấy, xuất sắc luôn, cực kỳ nặng này, bọc đồng này. Con này bọc đồng thì nó bắn từ rất là nhanh luôn đấy. Các bác nhìn này. Ok các bác lên chức năng nó nhá. Để em nó đây. Chức năng. Con này nút bấm thì nó hơi đốn tí. Nhưng mà vẫn ok hết, không sao cả. Vẫn nảy vẫn. Nè. Vẫn có chức năng là gì, gạo. Gạo trắng này, gạo không vo, gạo lứt này. Con này mặt nó hơi bẩn đi các bác về, các cô bác bác bè vệ sinh lại cho nó sạch bóng. Lít này gạo lật nè, đây gạo hỗn tạp nè, đây đâu này, nấu cũng có nấu nhanh, nấu gạo ít nấu nhanh các kiểu luôn. Các đâu bấm này, đây hẹn giờ này, đây ủ ấm này, ở đâu giữ ấm này, các kiểu luôn, cái đặt bằng tay này, đây. Thì con này thì em sẽ để cho các bác ấy với giá là 2.150.000. Thì 2.150.000, bác nào mà các bạn hàng này bác cứ alo trực tiếp với số điện thoại của em nhá, 0983 39755, hoặc là các bác đến tận địa chỉ nhà em ấy, thì các bác cứ đến chân cầu Thăng Long phía đường Phạm Văn Đồng ấy, các bác alo cho em là em ra em đón các bác, thì cửa đẹp.